Chào mừng các em đến với chương trình Siêu trí nhớ học đường. Cô tên là Kim Cúc, cô đảm nhận giảng dạy bộ môn vật lý lớp 9. Và ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em tìm hiểu tiết thứ 2 của bài 43 Ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ. Thì ở tiết này chúng ta tìm hiểu những nội dung sau đây. Thứ nhất là cách dựng ảnh, có hai trường hợp: dựng ảnh của một điểm sáng S và dựng ảnh của một vật sáng AB. Thứ hai là chúng ta sẽ vận dụng những kiến thức hình học để tính chiều cao của ảnh thu được khi mà biết được chiều cao vật, khoảng cách từ vật đến thấu kính cũng như là tiêu cự của thấu kính. Chúng ta cùng bước vào bài học các em nhé. Để tìm hiểu cách dựng ảnh, cô có các trường hợp sau đây. Trường hợp thứ nhất, dựng ảnh của một điểm sáng S tạo bởi thấu kính hội tụ. Các em cùng quan sát trên màn hình. Cô có hai cái hình vẽ là thấu kính hội tụ với đầy đủ hai tiêu điểm F, F', quan tâm O và hai điểm sáng S đặt trước thấu kính. Các em cùng quan sát các bước cô dựng ảnh để từ đó mình rút ra nhận xét. Thứ nhất, cô chiếu một tia tới, cô thu được tia ló. Thứ hai, cô chiếu tiếp một tia tới và cô thu được một tia ló. Giao điểm của hai tia ló chính là ảnh F'. Trường hợp thứ hai, cô cũng thực hiện tương tự. Các em nhận thấy có điều gì khác nè? Ở hai hình cách dựng ảnh giống nhau, tuy nhiên là cô đã chọn những tia sáng khác nhau. Các em đã được học có 3 tia tới đặc biệt đến thấu kính hội tụ. Như vậy, thông qua hai hình này ta rút ra được một nhận xét. Từ S ta dựng 2 trong số 3 tia sáng đặc biệt đến thấu kính và ta sẽ chiếu tia tới đó từ S đến thấu kính hội tụ. Nó sẽ cho hai tia ló tương ứng. Hai tia ló giao nhau ở đâu đó chính là ảnh F' của điểm S. Rất đơn giản đúng không các em? Đến với trường hợp thứ hai, ta dựng ảnh của một vật sáng AB. Các em quan sát. Trường hợp đầu tiên, vật nằm ngoài khoảng tiêu cự D lớn hơn F. Các em đã được học ở tiết trước rồi. Khi mà vật nằm ngoài khoảng tiêu cự của thấu kính hội tụ, nó sẽ cho ảnh thật ngược chiều với vật. Và chúng ta sẽ cùng nhau dựng ảnh thật đó. Các em quan sát, đây là thấu kính hội tụ, hai tiêu điểm F và F'. Vật sáng AB nằm trước thấu kính hội tụ. Điểm A nằm ngay trên trục chính và điểm B là cái đầu nhọn mũi tên hướng lên trên. Vậy thì dựng ảnh của vật AB như thế nào? Các em hãy quan sát nhé. Từ B cô cũng vẽ hai tia tới đến thấu kính hội tụ và giao điểm của hai tia ló tương ứng đó chính là B'. Từ B' cô sẽ vẽ đường vuông góc lên trục chính đó chính là A'. Từ đây ta rút ra được cách dựng ảnh đối với vật sáng AB như sau. Dựng ảnh B' của B và dựng như thế nào? Thì nó cũng y như là dựng ảnh F' của S thôi các em ạ. Rồi từ B' ta hạ đường vuông góc với trục chính sẽ được A' và A' là ảnh của A. Như vậy A', B' là ảnh của vật AB. Đối với trường hợp thứ hai, khi mà vật nằm trong khoảng tiêu cự D nhỏ hơn F thì ta sẽ thu được ảnh ảo. Và dựng ảnh ảo đó như thế nào? Các em tiếp tục quan sát nhé. Thấu kính hội tụ, hai tiêu điểm F và F'. Và bây giờ vật sáng AB, A vẫn nằm trên trục chính. Nhưng có một điều đặc biệt ở đây là AB nằm trong khoảng tiêu cự. Vậy dựng ảnh như thế nào? Các em tiếp tục quan sát. Từ B cô vẫn chiếu một tia tới đến thấu kính cho tia ló tương ứng. Tia tới thứ hai cho tia ló tương ứng. Và các em nhận thấy rằng hai tia ló này nếu như mà cô có kéo dài hoài thì nó cũng không cắt nhau đúng không nào? Vậy thì ta không thể nào thu được ảnh B' phía bên này rồi. Vậy ta làm sao đây? Các em cùng quan sát tiếp tục. Ta đặt cây thước, ta nối đường kéo dài của tia tới thứ nhất. Và các em lưu ý đường kéo dài ta phải vẽ bằng nét đứt nhé. Ta tiếp tục nối đường kéo dài của tia tới thứ hai. Và hai đường kéo dài này nó giao nhau tại một điểm đó chính là B'. Và ta hạ vuông góc xuống trục chính ta được A'. Một lưu ý cho các em, A', B' là ảnh ảo cho nên các em phải vẽ bằng nét đứt nhé. Ta rút ra được nhận xét A', B' là ảnh ảo cùng chiều và lớn hơn vật. Để đến với phần vận dụng, cô có bài tập sau đây. Vật sáng AB đặt trước thấu kính hội tụ, thu được ảnh A', B'. Và đề bài cho chúng ta các dữ kiện sau đây. Vật AB cao 1 cm, tiêu cự là 12 cm và vật đặt cách thấu kính là 36 cm. Chúng ta sẽ tìm độ cao của ảnh A', B'. Để làm bài tập này chúng ta sẽ sử dụng kiến thức hình học cặp tam giác đồng dạng. Các em cùng quan sát.
Đầu tiên cô xét cặp tam giác OAB đồng dạng với OA phẩy B phẩy. Cô lập được cặp tỉ số AB trên A phẩy B phẩy bằng OA trên OA phẩy. Và cô thay số vào cô được biểu thức 1 phần A phẩy B phẩy bằng 36 phần A phẩy O. Cô ký hiệu là biểu thức số 1. Cô tiếp tục xét cặp tam giác đồng dạng thứ hai, đó là tam giác OIF phẩy đồng dạng với A phẩy B phẩy F phẩy. Cô cũng lập được cặp tỉ số đồng dạng tương ứng OI phần A phẩy B phẩy bằng OF phẩy phần A phẩy F phẩy. Và một điều là OI thì bằng AB, do đó cô thay vào cô được biểu thức 1 phần A phẩy B phẩy sẽ bằng 12 phần OA phẩy trừ 12. Cô ký hiệu đây là biểu thức số 2. Và từ 1 và 2 cô suy ra được 36 phần A phẩy O bằng 12 phần A phẩy O trừ 12. Đến đây các em thực hiện các bước giải phương trình, quy đồng khử mẫu. Các em tính được A phẩy O bằng 18cm. Và thay A phẩy O bằng 18 vào biểu thức số 1, ta tính được A phẩy B phẩy là 0,5cm. Trường hợp thứ hai thu được ảnh ảo. Ta cũng làm tương tự, ta xét cặp tam giác đồng dạng OAB đồng dạng với OA phẩy B phẩy. Ta cũng lập được các cặp tỉ số AB trên A phẩy B phẩy bằng AO trên A phẩy O. Cô thay số vào cô được 1 phần A phẩy B phẩy bằng 8 phần A phẩy O. Cô ký hiệu số 1. Cô xét tiếp cặp tam giác thứ hai, F phẩy OI đồng dạng với F phẩy A phẩy B phẩy. Và cô cũng lập được cặp tỉ số đồng dạng. Thực hiện tương tự như bài tập số 1. Sau khi tính toán giải phương trình, cô tính được A phẩy O bằng 24cm. Thay A phẩy O bằng 24cm vào biểu thức số 1, cô tính được A phẩy B phẩy bằng 3cm. Và vừa rồi cô đã hướng dẫn các em cách làm một bài tập tính toán chiều cao của ảnh dựa vào những dữ kiện đã biết. Vậy thì để kết thúc bài học ngày hôm nay, các em hãy cùng cô ôn lại những nội dung trọng tâm của bài thông qua sơ đồ sau đây nhé. Ảnh của một vật tạo bởi thấu kính hội tụ. Ở tiết 2 này các em nắm được cho cô cách dựng ảnh. Dựng ảnh của một điểm sáng S thì từ S ta chỉ cần chiếu 2 tia tới trong số 3 tia đặc biệt đến thấu kính hội tụ. Ta thu được 2 tia ló tương ứng. 2 tia ló giao nhau ở đâu đó chính là ảnh S phẩy. Đối với trường hợp vật sáng AB thì ta cũng thực hiện tương tự. Ta dựng ảnh B phẩy và sau đó ta hạ vuông góc lên trục chính là ta được ảnh A phẩy của điểm A. Và ta sẽ vận dụng các kiến thức hình học để tính chiều cao của ảnh thu được khi biết chiều cao vật, khoảng cách từ vật đến thấu kính, tiêu cự của thấu kính. Hay nói một cách khác đó là ta biết DHF, ta sẽ tính H phẩy, D phẩy. Và bài học của chúng ta đến đây là kết thúc. Cô cảm ơn các em đã theo dõi chương trình. Chúc các em học tốt. Mến chào tạm biệt các em và hẹn gặp lại các em ở những chương trình siêu trí nhớ học đường lần sau nhé.